dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam quan trọng như thế nào với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vào ngày 30 tháng 11, kỳ họp Quốc hội thứ 8 khóa 15 kết thúc với việc biểu quyết thông qua hàng loạt dự án luật, nghị quyết, trong đó có chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà thầu quốc tế, trong đó có các công ty Trung Quốc. Cho dù lãnh đạo Việt Nam ra sức trấn an rằng dự án này sẽ được xây dựng bằng nguồn nội lực trong nước, không vay vốn nước ngoài, việc này vẫn gây ra rất nhiều lo ngại trong dư luận về khả năng các nhà thầu Trung Quốc sẽ tham gia vào dự án quan trọng này. Theo giới quan sát, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam khả năng cao sẽ được Quốc hội bấm nút thông qua và hiện nay đã được thông qua với lý do Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt quan tâm và thúc đẩy dự án này. Theo giới quan sát quốc tế, khả năng Trung Quốc có thể được giao làm chủ thầu dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam là rất cao. Bởi lý do ngoài Trung Quốc ra thì Việt Nam khó có thể tìm được cho mình đối tác nước ngoài nào có khả năng cung cấp tín dụng và công nghệ cho đại dự án trị giá gần 70 tỷ đô này. Do đó, Trung Quốc sẽ là nhân tố bí mật và sẽ lộ diện ngay khi có cơ hội thuận tiện. Bất kể các dự án do nhà thầu Trung Quốc thực hiện thường gặp phải tình trạng đội vốn, thi công chậm trễ và chất lượng thì kém, mà dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông ở Hà Nội là một ví dụ. Đó là chưa kể dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam trải dọc theo chiều dài đất nước với chiều dài hơn 1.500 km. Việc Trung Quốc có thể sử dụng các công nghệ lạc hậu và đưa nhân công của họ vào Việt Nam sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như an ninh quốc gia. Trước những lo ngại này, công luận của Việt Nam đã kêu gọi chính phủ Việt Nam cần thận trọng trong việc lựa chọn nhà thầu, đảm bảo công khai minh bạch và ưu tiên các nhà thầu có uy tín, kinh nghiệm để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Theo giới phân tích, có nhiều bằng chứng chứng tỏ cho thấy ban lãnh đạo Việt Nam mong muốn Trung Quốc hỗ trợ tài chính và công nghệ cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Vào tháng 6 năm 2024, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Đại Liên, Trung Quốc, Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính đã gặp gỡ các nhà thầu Trung Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn được hỗ trợ về vốn ODA, thiết kế và xây dựng các tuyến đường sắt, bao gồm tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cũng cho biết mong muốn được hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực này. Theo ông Thắng, công nghệ đường sắt của Trung Quốc là phát triển nhất thế giới hiện nay. Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm, đặc biệt là công nghệ và quản lý của Trung Quốc. Trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023, Việt Nam và Trung Quốc đã ký một loạt các thỏa thuận bao gồm hợp tác kết nối và xây dựng các tuyến đường sắt, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đặc biệt đã có không ít nghi ngờ về nguyên nhân, ông Chính đã khẳng định chỉ bàn làm và không bàn lùi. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam với trị giá gần 70 tỷ đô sẽ là một món quà vô cùng to lớn của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với ban lãnh đạo Trung Quốc, nhất là vào thời điểm chỉ còn có 13 tháng nữa để đến ngày khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 14. Theo quan sát, các khoản vay vốn từ Bắc Kinh có thể khiến Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc và chịu ảnh hưởng chính trị từ nước này nhiều hơn nữa. Điều đó có liên quan gì đến các đồn đoán cho rằng khả năng cao ông Phạm Minh Chính và ông Lương Cường sẽ vượt qua Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Tranh giành quyền lực giữa hai phe quân đội và công an từ nay trước Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ ra sao? Sau một thời gian kể từ cuối năm 2023, khi sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu có vấn đề, khi đó Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giữ thế thượng phong trong Đảng với sức mạnh như trẻ tre. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay đã suy giảm nhanh chóng. Dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Tô Lâm, Bộ Công an đã củng cố đáng kể vai trò trong chính trường ở Việt Nam. Bộ Công an đã thể hiện vai trò trung tâm trong việc thực thi quyền lực nhà nước. Chỉ trong vòng 172 ngày từ vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã lần lượt đảm nhận các chức vụ Chủ tịch nước và sau đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, để tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo tập thể, ngày 21 tháng 10, Quốc hội đã bầu Đại tướng Lương Cường làm Chủ tịch nước thay thế cho ông Tô Lâm. Một số nhận định cho rằng đây là bước ngoặt lớn và là thời điểm gió đã xoay chiều. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn quyền lực từ Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh của ông. Đáng chú ý, trước khi nhậm chức Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường đã đi Bắc Kinh để gặp ông Tập Cận Bình theo lời mời từ Trung Nam Hải. Đây là một chuyến đi đầy khuất tất, báo trước Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ bước vào một thời kỳ hết sức khó khăn. Từ trước đến nay, quân đội luôn luôn đóng vai trò nòng cốt trong chính trị tại Việt Nam, có ảnh hưởng sâu rộng trong bộ máy lãnh đạo của đất nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vai trò của quân đội đã có phần suy giảm đáng kể. Việc ông Lương Cường được bầu làm Chủ tịch nước gần đây được coi là thái độ chiến lược
nhằm cân bằng quyền lực giữa hai phe quân đội và công an để mà đảm bảo phe quân đội không bị yếu thế hoàn toàn so với phe công an của Tổng Bí thư Tô Lâm trong các điểm nóng tranh chấp. Hiện nay giữa quân đội và công an đang tồn tại các mâu thuẫn mang tính cạnh tranh rất cao. Cả hai đều muốn nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, cũng như mâu thuẫn về lợi ích kinh tế và các lĩnh vực khác nhau có sự chồng lấn giữa quân đội và công an. Đây là điều đã được tạo ra cuộc đấu tranh quyền lực ngầm giữa các nhóm lợi ích của hai phe. Mối quan hệ giữa hai lực lượng quân đội và công an sẽ tiếp tục là một yếu tố then chốt liên quan đến nội bộ chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đại hội Đảng lần thứ 14. Giới phân tích cho rằng các tướng lĩnh quân đội nếu hành động thống nhất có thể tạo ra những thay đổi đáng kể tái cân bằng quyền lực, đồng thời không cho phép phe công an của Tổng Bí thư Tô Lâm làm mưa làm gió như trước đây nữa. Đặc biệt, phe quân đội có ưu thế được sự yểm trợ từ Bắc Kinh. Trong khi đó, Tổng Bí thư Tô Lâm hầu như không có chỗ dựa vững chắc như phe quân đội, kể cả sự ủng hộ của đa số các lãnh đạo cấp cao trong Đảng và Ban chấp hành Trung ương với Tổng Bí thư Tô Lâm cũng ở mức rất hạn chế. Theo một số nhận định, đó là lý do Tô Lâm phải dừng lại ý định cải cách thể chế trước đây để thay bằng việc tinh gọn bộ máy nhà nước. Nhưng việc tinh gọn bộ máy nhà nước cũng khó có thể thành công. Theo giới phân tích, trong thời gian tới, sự cạnh tranh giữa hai phe có thể diễn tiến leo thang, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 14. Tuy nhiên, để tránh sự bất ổn, có khả năng hai phe sẽ phải đạt được một thỏa thuận ngầm nhằm chia sẻ quyền lực, đảm bảo sự ổn định cho hệ thống chính trị. Cũng xin nhắc lại, Tổng Bí thư Tô Lâm đang đối mặt với hai điểm yếu nghiêm trọng mà phe quân đội có thể khai thác để tấn công. Đó là vụ án Mobile Phone của AVG và các hoạt động của công ty Xuân Cầu Holding. Có phải Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh bất ngờ bị suy giảm quyền lực nhanh chóng? Vào ngày 25 tháng 11, Hội nghị Trung ương bất thường chỉ diễn ra trong một thời gian được cho là ngắn nhất chưa từng thấy. Hội nghị Trung ương bất thường lần này đã thu hút sự chú ý của công luận do tính đột xuất cũng như đồn đoán về việc sẽ xem xét xử lý kỷ luật một số nhân vật lãnh đạo cấp cao, trong đó có trường hợp của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Những hội nghị Trung ương bất thường được triệu tập khi xuất hiện các tình huống khẩn cấp hoặc cần thiết phải xử lý ngay lập tức, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến sai phạm nghiêm trọng của các lãnh đạo cấp cao. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao ông Tô Lâm cần phải triệu tập một hội nghị Trung ương bất thường vừa qua? Thông tin nội bộ cho biết, tại hội nghị bất thường lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm muốn đặt vấn đề với Ban chấp hành Trung ương, đề nghị bổ sung thêm một số nhân sự vào Bộ Chính trị khóa 13 đang còn khuyết. Tuy nhiên, cũng theo thông tin nội bộ, đề nghị của ông Tô Lâm lập tức bị đa số các ủy viên Trung ương Đảng đồng loạt bác bỏ. Đây chính là lý do khiến cho hội nghị bất thường đã nhanh chóng kết thúc sau hơn 3 tiếng đồng hồ diễn ra. Nếu thông tin nội bộ là đúng, thì đây là một trong những dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của ông Tô Lâm và phe cánh đã tới thời kỳ giảm nghiêm trọng về thế và lực. Đây cũng là lý do tại sao không có kết quả xử lý các sai phạm của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và gia đình ông trong hội nghị Trung ương bất thường vừa diễn ra. Cũng có đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc nếu như bị dồn đến chân tường thì ông sẽ cho công bố các sai phạm của Tổng Bí thư Tô Lâm trong thời gian trên cương vị lãnh đạo Bộ Công an. Theo thông tin phổ biến trên mạng xã hội, trong vụ thịt bò rất vàng vào cuối năm 2021, ông Trương Tấn Sang đã chủ động gặp riêng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, yêu cầu phải kỷ luật nghiêm khắc Bộ trưởng Tô Lâm. Ngoài ra còn có các ủy viên Bộ Chính trị như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai cũng đưa ra đề nghị Tổng Bí thư và Bộ Chính trị cần xử lý ông Tô Lâm để làm gương trong Đảng. Đây chính là một trong những lý do khiến hàng loạt các nhân vật tứ trụ vừa kể trên đã bị Tô Lâm đánh cho bay chức để trả hận trong chớp nhoáng. Vẫn theo thông tin phổ biến trên mạng xã hội, một số ủy viên Bộ Chính trị gần đây còn yêu cầu cho lật lại hồ sơ vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG, một trong những tử huyệt của ông Tô Lâm cho đến nay. Cũng theo đó, ông Tô Lâm khi còn giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an đã ký 3 văn bản đóng dấu mật và tối mật gửi cho Bộ Thông tin và Truyền thông về thương vụ kể trên. Các văn bản này được cho là không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Bộ Công an. Điều đó đã góp phần che giấu thông tin và tạo điều kiện cho thương vụ diễn ra với giá trị cao hơn thực tế rất nhiều lần. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, AVG chỉ có một giá trị ròng khoảng 1.900 tỷ đồng, nhưng Mobile Phone đã nhắm mắt mua với giá 8.900 tỷ đồng, gây thất thoát khoảng 7.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, cũng là tiền của nhân dân. Và khoảng tiền chênh lệch 7.000 tỷ đồng đã được một số lãnh đạo liên quan chia nhau, trong đó không thể không có phần của ông Tô Lâm.
mặc dù nhiều quan chức liên quan đã bị kết án nghiêm khắc, như cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị phạt tù chung thân, cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị phạt tù 14 năm, nhưng ông Tô Lâm không bị truy cứu trách nhiệm trong vụ án này. Điều này đã khiến công luận đặt ra câu hỏi về sự công bằng và minh bạch cho việc xử lý trách nhiệm của các nhân vật liên quan. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin, có phải Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh bất ngờ bị suy giảm quyền lực nhanh chóng hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.